Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Thưa cô bác anh chị, trước mặt Tuấn Dương đang là nhà hàng Minh Râu. Và cô bác anh chị có thể thấy trong buổi sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 10 thì trước cửa nhà hàng đã có rất nhiều các cô tới để ăn sáng. Và kể từ ngày 28 tháng 10 khi mà thành phố chính thức mở cửa cho dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ thì các hàng quán bắt đầu đông khách. Nhiều người trước đây chưa từng được, tức là bị một cái thời gian dài không có được đi ăn uống bên ngoài, thì bây giờ họ đã có cái cơ hội để hẹn hò bạn bè và tụ tập để ăn những các cái món ăn mà mình yêu thích. Thì đây là một trong số rất nhiều những cái quán ăn, nhà hàng đã bắt đầu quay trở lại buôn bán như xưa. Và ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở trên đường Bình Thới, hướng về phía giao lộ Bình Thới cắt với Âu Cơ và Lê Đại Hành. Ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị xuất phát từ địa điểm này. Chúng ta sẽ đi về khu vực chợ Bến Thành. Lộ trình của chúng ta là sẽ đi qua đường Nguyễn Thị Nhỏ, sau đó sẽ đi vào đường Lữ Gia, rồi ra Tô Hiến Thành, Cách mạng tháng 8 và tới khu vực chợ Bến Thành. Mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương nhé. Thưa các cô bác anh chị, kể từ khi mà các cái hàng quán được buôn bán trở lại, và đặc biệt là thay vì chỉ bán cho khách mang về thì đã bán cho khách ngồi ăn tại chỗ, thì phố xá đã dần trở nên đông đúc, náo nhiệt. Tuy nhiên lúc này thì theo quy định các hàng quán chỉ bán tới 21 giờ. Và có hai địa phương được bán rượu bia tại chỗ, đó là quận 7 và quận 9. Thì trên thực tế đã có rất nhiều người ở các quận khác rủ bạn bè và sang nhậu tại quận 7 cũng như là thành phố Thủ Đức. Và họ đi bằng cái phương tiện xe cá nhân. Thì khi mà sử dụng rượu bia rồi lại điều khiển xe cá nhân về tới nhà thì đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Và sau khi kiểm tra có nồng độ cồn trong khí thở thì đã tổ chức xử phạt. Và nhiều người thì cũng rất là buồn khi mà bị phạt cái số tiền lớn. Cái mức phạt đôi khi là tước, ngoài cái việc phạt tiền, tạm giữ phương tiện, còn một cái hình phạt nặng đó là tước bằng lái trong vòng 24 tháng. Cũng khá nặng, không biết ở nước ngoài thì người ta phạt tới cái mức như thế nào. Nhưng ở Việt Nam thì cái mức phạt hiện nay là cũng khá nặng, khiến cho nhiều người có thể là khi mắc một lần rồi thì lần sau họ sẽ phải ý thức hơn trong cái việc là không được sử dụng rượu bia khi mà tham gia lái xe. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi sang đường Nguyễn Thị Nhỏ. Lác đác mình cũng thấy có những cái quán ăn ở bên lề đường bắt đầu bán trở lại. Rồi những người ngồi cà phê ở ven phố. Cái khúc này là chung cư Phú Thọ. Có thấy những cái chiếc xe gắn máy đậu sát ở vỉa hè để uống cà phê. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào con đường Lữ Gia. Tuy nhiên thì lúc này một vài những cái quán nhậu mà chuyên bán về rượu bia đó, là theo như quan sát của Tuấn Dương, người ta vẫn chưa có mở cửa trở lại. Những quán bán cà phê, những quán hàng ăn thì đã bắt đầu có khách. Còn những quán nhậu thì có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. một số quán nhậu Tuấn Dương thấy giờ họ chuyển thành cái bán phở. Đây, quán ăn Nghĩa Phát đối diện bên đường thì chưa có bán lại. Ở trước mặt cô chú anh chị đang là góc giao lộ Lữ Gia cắt với Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt thì ngày xưa có tên là Nguyễn Văn Thoại. Còn bên tay phải của chúng ta đang là nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Nơi đây thì thường diễn ra các cái hội chợ, triển lãm cũng như các cái giải thi đấu. Tuy nhiên suốt đợt dịch mấy tháng vừa qua thì tất cả những các cái giải đấu cũng như là những cái cuộc triển lãm đều không được thực hiện. Buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay thì trời nắng, nhiệt độ lúc này vào khoảng 31-32 độ, trời có gió nhẹ cũng. Đây, chúng ta đang có mặt trên con đường Thành Thái. Hai hàng cây thẳng tắp luôn. Mình rất thích đi trên những cái con đường mà có những cái hàng cây cao, lớn. Đúng là theo như cái tiêu chuẩn thì phải có vỉa hè, có cây xanh thì nhìn đô thị trông nó mới đẹp. Còn nếu như mà không có cây xanh, nhìn trụi thùi lụi thì cái cảm giác nhìn những các cái khối bê tông nó không có được dịu mắt. Con phố Tô Hiến Thành này thì chuyên bán về nội thất, vật liệu xây dựng, các cái đồ sành sứ vệ sinh. Cô bác nhìn thấy những các cái cửa hàng vật liệu xây dựng nội thất cũng vẫn còn nhiều cửa hàng chưa có mở cửa. Thông thường sau mỗi một đợt dịch thì lại thiết lập lại cái mặt bằng kinh doanh buôn bán mới. Nhiều cửa hàng không còn đủ sức chống chọi, không chịu được thì sẽ trả lại mặt bằng. Ở đây chúng ta đang có mặt ở giao lộ Tô Hiến Thành cắt với đường Thành Thái. Nếu mà quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về ngã tư 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương. 3 tháng 2 ngày xưa là Trần Quốc Toản đó. Còn nếu quẹo trái chúng ta sẽ đi về đường Bắc Hải. Đi thẳng thì sẽ tới khu vực chợ Hòa Hưng. Trước mặt của bác anh chị đang là ngã ba Tô Hiến Thành cắt với Sư Vạn Hạnh. Quẹo phải là chúng ta sẽ đi về đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Bất ngờ hôm nay đi cũng cảm thấy là đường phố vắng. Những cái tuyến đường này mình cũng thường xuyên đi lại. Mặc dù Sài Gòn đã hồi phục sau dịch rồi nhưng mà đường phố thì vẫn còn vắng lắm. Quẹo trái đây chúng ta sẽ đi vào chợ thuốc, khu vực Nguyễn Giản Thanh. hai bên đường đây cô bác nhìn cũng có những người bán, đây là bán cam sành 15.000 có 1 ký, 15.000 1 ký, họ bán ở ngay vỉa hè luôn, đậu sát với lề đường. Quẹo trái đây chúng ta sẽ đi vào đường Hồ Bá Kiện. Hướng đi thẳng đây chúng ta sẽ ra đường Cách mạng tháng 8, ngày xưa là đường Lê Văn Duyệt. Bên tay trái này đang là nhà thờ Hòa Hưng. Nhà thờ thì ngày hôm nay vẫn không thấy có người tới lễ. Các cơ sở tôn giáo lúc này vẫn chưa có hoạt động lại. Đây là khu vực gần chợ Hòa Hưng, thì cô bác có thể thấy là cũng có một số người bán hàng rong, rồi người ta bán ở trên vỉa hè khoai mì Củ Chi, nấu nước cốt dừa 10.000 một bịch, rồi bánh mì. Đấy, cửa hàng bán bánh mì, họ bán rau củ quả. Đấy, tới đây là chúng ta gặp khu chợ Hòa Hưng. Ở trước mặt của bác anh chị là giao lộ Tô Hiến Thành cắt với đường Cách mạng tháng 8 Lê Văn Duyệt. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi về khu vực ngã 6 công trường Dân Chủ. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tới ngã 6 Phù Đồng. Cô bác để ý phía bên tay phải của Tuấn Dương đấy, có các cái căn nhà người ta đã xây lùi vào bên trong để chừa lộ giới cho cái tuyến metro Bến Thành Tham Lương. Đã chừa lộ giới rất là sâu. Thì thường những các cái điểm này sẽ là các cái điểm mà họ làm nhà ga, cái lối lên xuống. Cô bác anh chị để ý, hồi nãy chúng ta đi qua con đường Tô Hiến Thành có hai cái hàng cây nhìn rất là đẹp, nhưng mà tuyệt nhiên khi mà đi qua đường Cách mạng tháng 8 này thì không có bất cứ một cái cây nào, toàn bê tông, nhìn cảm giác nó rất là khó chịu. Quẹo phải đây chúng ta sẽ đi vào đường Hòa Hưng. Ở cuối con đường Hòa Hưng sẽ là Khám Chí Hòa. Trục đường Cách mạng tháng 8 này suốt mấy chục năm cũng có nhiều ý kiến cho rằng là nên mở rộng. Tuy nhiên suốt mấy chục năm thì con đường này gần như là vẫn giữ nguyên cái hiện trạng ban đầu. Không biết là trong cái thời gian tới khi mà họ xây dựng cái tuyến metro thì cái tuyến đường này có được mở rộng thêm chút nào hay không. Rồi, chúng ta đang có mặt ngã 6 Dân Chủ. Quẹo phải là chúng ta sẽ đi về đường 3 tháng 2. Ngày xưa là đường Trần Quốc Toản. Theo như cá nhân mình nhận định thì với cái mật độ giao thông như thế này là của Sài Gòn là tương đối vừa đẹp, nó không quá đông đúc. Còn những các cái lúc mà đợt gần Tết, sát Tết, trời ơi, đi đông quá trời đông luôn, nhích từng chút một. Đây là góc đường Điện Biên Phủ, ngày xưa là Phan Thanh Giản, cắt với đường Cách mạng tháng 8. Nhìn những cái hình ảnh này thì dự đoán chắc phải 2 năm nữa thì nền kinh tế mới phục hồi được. Hiện nay thì các tuyến xe buýt mới chỉ có khoảng 20 tuyến hoạt động trở lại. Dự kiến là trong ngày mai, ngày mùng 1 tháng 11 thì cái số lượng tuyến xe buýt hoạt động sẽ nhiều hơn. Xe khách liên tỉnh lúc này cũng hoạt động cũng vẫn còn rất là hạn chế. Thông thường lúc trước mà chúng ta đậu dừng đỗ đèn đỏ đây thì các bạn có thể thấy xe buýt rất là nhiều. Lúc này không thấy một chiếc xe buýt nào cả. Các cái phương tiện giao thông công cộng ở thành phố thì gần như là không có. Chỉ có một số lượng taxi nho nhỏ. Ở Sài Gòn này lâu năm nhưng mà những cái thời khắc mà đi xe gắn máy mà chạy bon bon như thế này, không có bị kẹt xe cũng khá hiếm hoi. Đặc biệt cái nút giao này các bạn này, nút giao này cũng là một cái nút giao mà thường xuyên xảy ra kẹt xe. Đây, chúng ta sẽ đi vào đường Phạm Hồng Thái. Góc Phạm Hồng Thái cắt với Nguyễn Thị Nghĩa. Phía bên tay phải là khách sạn New World. Đây là góc đường Lê Lai cắt với Phạm Hồng Thái. Rồi, Tuấn Dương sẽ quẹo trái đi vào đường Trương Định. Những cái quán ăn các bạn, đây góc đường Nguyễn An Ninh cắt với đường Trương Định. Thì quán bún mộc Thanh Mai 65.000 một tô, nhiều người thì chê đắt. nhưng mà ở bên hông của chợ Bến Thành giá cả như vậy là hợp lý rồi. Ở khu vực quận nhất thì mặt bằng mắc, nhân công mắc, nói chung cái gì cũng mắc nên là ăn uống là phải đắt đỏ. Đây, trước mặt cô chú anh chị đang là cửa Tây của chợ Bến Thành, dưới góc đường Phan Chu Trinh cắt với Nguyễn An Ninh. Ở đây thì chúng ta được xét nghiệm mà miễn phí. Các anh xe ôm ngồi ở ngoài để xem có khách đi chợ thì dễ chở. Các sạp này cũng lưa thưa, có một vài sạp bán này. Đây bây giờ Tuấn Dương tới bếp cơm của cô Cường. Bây giờ xuất phát từ góc Phan Chu Trinh cắt với Lê Thánh Tôn, Tuấn Dương sẽ đi về phía giao lộ Lê Thánh Tôn cắt với đường Trương Định. Ở phía trước mặt của bác anh chị, cái tòa nhà cao chắn ngang đó là khách sạn New World. Đây đang là góc đường Trương Định cắt với đường Lê Thánh Tôn. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải đi vào đường Trương Định. Cô bác bắt đầu nghe thấy tiếng đục khoan phá bê tông. Nhiều các cái cửa hàng bắt đầu sửa chữa lại để chuẩn bị đón những cái lượt khách mới sau một cái thời gian dài nghỉ. Đây là góc đường Nguyễn Du cắt với đường Trương Định. Nguyễn Du là đường một chiều. Đây chúng ta đi qua cái con đường này là xuyên qua công viên Tao Đàn. Ngày hôm nay thì ở công viên mình cũng thấy có một số ít người tới công viên chơi vào chủ nhật. Cùng đi thẳng. Đây đang là góc đường Võ Văn Tần, ngày xưa là đường Trần Quý Cáp cắt với đường Trương Định. Góc Bà Huyền Thanh Quan cắt với đường Trương Định, xin lỗi, cắt với đường Trần Quý Cáp. Đây là góc đường Cách mạng tháng 8, ngày xưa là đường Lê Văn Duyệt cắt với Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp này. góc đường Nguyễn Thượng Thiền cắt với Võ Văn Tần. Hôm nay mới thấy quán bún bò Huế Hương Giang thế đang dọn ra để chắc là ngày mai bắt đầu bán lại. Tới đây là kết thúc con đường Võ Văn Tần, thì chúng ta sẽ quẹo phải sẽ gặp đường Cao Thắng. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo trái. Quẹo trái này chúng ta sẽ đi ra đường Hồng Thập Tự cũ, ngày nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Quẹo phải là chúng ta đi ra ngã 6 Cộng Hòa. Tới đây thì clip của Tuấn Dương xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những video mới của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.